Xin chào các bạn. Vậy là ngày mai lúc 10 giờ trưa thì bản tiếng Việt của Gamepad Compact Pocket Incoming này nó sẽ ra mắt với tên gọi là Thần Thú Đại Chiến. Thì mình cũng sẽ làm lại những hướng dẫn dành cho tân thủ. Hiện tại thì mình đã gom lại những cái phần hướng dẫn đầu tiên để giúp cho các bạn có thể biết được và tránh được những sai lầm và có những kinh nghiệm ở trong game này. Đây toàn là những kinh nghiệm mình đã từng chơi và mình chia sẻ lại. Thứ nhất, đây là kênh của mình này. Mình hiện tại mình đang làm có một cái game này thôi, đó là Pocket Incoming này. Và ngày trước thì có một game nữa, đó là game Digimon. Nhưng bây giờ bận việc quá nên chỉ làm được có mỗi một game này. Thì ở trong game này, mình đã tạo ra những danh sách phát giống như thế này. Đây là kênh của mình. Danh sách phát này, cái phần danh sách phát này, mình đã vừa cập nhật một cái danh sách phát mới dành cho tân thủ, những hướng dẫn cơ bản. Ví dụ như là đội hình ban đầu này và kinh nghiệm chơi này, 30 cái kinh nghiệm gọi là tip ở trong game để giúp các bạn chơi game tốt hơn này. Một cái clip thông báo và tổng hợp code của cái Thần Thú Đại Chiến này, một số sai lầm ban đầu người chơi rất dễ mắc phải này, và ba cái clip review nhanh từng cả khả năng của những Pokemon dạng thủ công kỹ ở trong game này để các bạn có thể sơ qua biết được, và mình cũng nhận xét từng con rất là nhanh. Và một cái đội hình kiểu như là chuẩn ban đầu theo kiểu mà dễ nuôi, dễ lấy và có thể chơi lâu dài đến khi nào các bạn có được S cộng thay thế dần những Pokemon bậc S này. Đây là toàn là kiểu những kinh nghiệm của mình chia sẻ lại và mình đang gom lại để giúp các bạn dễ tìm hơn về những phần hướng dẫn. Clip này thì vừa hướng dẫn bản tiếng Anh vừa hướng dẫn ở bản tiếng Việt luôn. 32 cách nâng lực chiến dành cho Pokemon của bạn, những cách kiếm kim cương trong một tháng, kiếm cách kiếm mảnh vạn năng và mảnh S cộng, giải đáp một số thắc mắc câu hỏi, và lên level 66 sẽ có sự tính năng Rune thì mình cũng hướng dẫn trước. Cách kiếm bảo vật ở trong game này, lên level 70 thì các bạn sẽ có tiền hóa Mega, mình cũng giới thiệu luôn. Còn đây là ba cái clip xếp hạng của bản tiếng Anh và bản tiếng Trung của mình, những Pokemon bậc S cộng, giới thiệu của từng con. Thì qua đó sẽ giúp cho các bạn bạn mới bắt đầu game này sẽ chơi như có kinh nghiệm và tốt hơn, giúp các bạn tránh mắc sai lầm. Tuy nhiên thì mình cũng tạo ra mấy cái clip mấy cái danh sách phát khác, kiểu như là hướng dẫn về Pokemon bậc S cộng này, hay review nhanh S cộng này, giới thiệu về cái giải đấu PvP Arena này, đánh giá xếp hạng S cộng này. Nói chung là mình làm nhiều lắm rồi. Đây là danh sách phát review Pokemon bậc S cộng, mình review chi tiết về bộ skill của từng S cộng hồi trước. Nếu bạn có thể tham khảo qua để biết được S cộng nào sẽ có cái kỹ năng như thế nào. Thì đây là một cái clip mình tổng hợp những S cộng nào mới thì mình lại cho vào trong này để hướng. Thì các bạn có thể tham khảo cái clip review S cộng ở trong cái danh sách phát này của mình. Hay cả những Pokemon bậc S cũng thế. Mình cũng review hết rồi. Trong game này thì ngoài việc sở hữu những Pokemon bậc S cộng và SS thì các bạn sẽ được sở hữu đó là những cái khung rất là chất giống như thế này. Dần dần ở trong các sự kiện đua lấy S cộng, cái khung kiểu như thế này thì nó sẽ là duy nhất. Tuy nhiên chỉ có một người có nếu các bạn đua thắng được top 1 của Beat War đấu giá. Ví dụ khi bạn lấy được cái khung của VIP 12 thì là khung của Mewtwo giống như thế này. Hoặc là các bạn đua top 7 ngày đầu thì các bạn sẽ có khung của Ho-Oh. Sau Ho-Oh sẽ có sự kiện đấu giá S cộng. Lúc đó con đầu tiên sẽ là Lugia và đây là khung của nó. Sau Lugia thì đây cũng là thứ tự ra S cộng ở trong game này luôn. Rồi đến Rayquaza. Khung. Các khung về sau là ảnh động, dần dần là nó sẽ biến hóa. Khung kiểu Rare. Groudon thì không có. Sau là đến Darkrai. Regigas. Và bắt đầu từ Dialga trở đi là cái khung bắt đầu nó sôi động hơn và biến hóa. Đây là khung của Palkia này. Tiếp đến là của Giratina. Seimin. Sau đó một khung rất là dễ thương. Sau Seimin sẽ là Hoopa. Và đến bộ ba âm dương Reshiram.
sau này CRAM sẽ là Jack ROM. Và NQ RAM không băng. Sau NQ RAM là sẽ có đến bộ đôi Melotta dạng khiêu vũ và ca hát. Tiếp đến đó là Giachi. Sau đó đến Men Metal. Những khung về sau càng lúc nó sẽ đặc biệt. Evento này. Tiếp đến là khung của Jacek bọ thép. Sau của Jacek sẽ là đến một bậc S cậu khác. À quên, Celebi này sau Y này. Y xong đến bọ. Khung của Zelra này. Mèo điện này. Khung của con Gigade. Khung của Masadao. Khung của Sơn Galeo. Khung của Volcanion này. Khung của Lualaba mới nhất. Khung của Senia hư không? Khung của Victini. Đây là khung của Manaphy. Khung của Ask Ninja này. Khung của Magina. Chung là rất là nhiều cái khung mà nó ấn tượng càng lúc càng về sau. Và có khung của bộ 3 SS trong game. Đầu tiên là Mega Rayquaza. Khung này là khung của Raymond Gaudon. Mặc S mới nhất, Royal Diamond Kill ở đây. Đây là khung của nó. Thì đó là toàn bộ những cái khung nó sẽ ra mắt trong thời điểm sắp tới. Mấy khung này chỉ là duy nhất thôi. Một người ở server có, còn đâu là ba cái khung bậc S này thì các bạn lên Mega S thì các bạn sẽ có. Ok, ngày mai là bắt đầu game ra mắt rồi, bản tiếng Việt. Thì mình sẽ lại làm clip mình trải nghiệm luôn. Đó là tân thủ. Mình sẽ bắt đầu trải nghiệm như là không nạp để bắt đầu chơi và hướng dẫn về game này. Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ.